sao giờ mới về với em? Ba cứ một thôi, vợ anh nghe thấy vậy. Nghe thì nghe chứ, nghĩ sao có gan dẫn em về đây hả, mà còn sợ ba thấy. Thì cũng phải cẩn thận chứ. Thật gì ba Bọc Bì mới lên đây được nên mà. Ừ, em đúng là thông minh nhất. Diệp ơi, ăn có trong đó không Diệp? À, dạ có chị ơi. Chị vô nha. Dạ. Chị. Ủa, chồng sao anh lại ở đây? Cái cạnh giường của Diệp nó có vấn đề ấy. Nó cứ kêu Diệp không ngủ được. Anh đang xem lại cho Diệp đấy. Vậy hả? À, đúng rồi Diệp ơi, chị mới pha sữa nè, còn nóng á, em dùng đi. À, dạ, cảm ơn chị. Ồ, mà chân em sao rồi, đỡ chưa? À, em cũng đỡ đau hôm bữa rồi, nhưng mà cũng còn đau một xíu. À, thôi, mấy cái này hư để ngày mai sửa anh. Bây giờ anh ra ngoài anh sửa cái đèn phòng khách kìa, sẵn về tắm rửa hai vợ chồng mình ngủ ha. Đi. Thôi em ơi, anh bảo bây giờ khuya rồi mà Diệp nó đang muốn ngủ ấy. Thôi để anh sửa cái giường trước, rồi cái đèn để mai anh sửa nhá. Giờ em cứ về phòng ngủ trước đi. Thôi em muốn anh về ngủ chung với em mà. Thôi em đi về phòng trước đi, anh về luôn đấy nhá. Đi cẩn thận đấy nhá. Tính ra vợ anh ngu lắm luôn á. Nghĩ sao chồng mình dắt người phụ nữ về nhà hả, mà nó không có gì, cứ là tin không có gì liền. Thôi, em quan tâm làm cái gì. Để anh giúp em xem cái cạnh giường nhé. Chị. Ủa? Chồng, bộ anh định đi đâu hả? Hôm nay em có lịch hẹn bác sĩ đi khám thai á, anh chở em đi nha. À, anh xin lỗi vợ nhé, anh quên mất không nói với em. Nay anh phải chở Diệp đi khám cái chân. Rồi anh phải đến công ty luôn, nay anh có cuộc họp quan trọng lắm. Vậy chịu khó đi khám một mình nhé. Lần nào em cũng đi một mình hết á, sao anh cứ bận hoài vậy? Diệp nó là em gái sếp anh. Giờ anh phải lấy lòng sếp thì công việc của anh mới thuận lợi chứ. Nhưng mà... Thôi mà vợ, Diệp nó chỉ ở nhà mình một thời gian thôi. Khi nào sếp anh về, anh sẽ chở Diệp về nhà luôn. Chứ bây giờ chẳng nhẽ sếp nhờ anh đi từ chối. Vợ hiểu cho anh nhé. Ngoan lắm. Anh đợi em xíu nha. À, chồng ơi, sáng nay em có dậy sớm làm chút cơm với đồ ăn mà chồng thích á. Em biết ở trên công ty làm đồ ăn á là không có hợp khẩu vị chồng đâu. Thôi, đi sớm về sớm nha. Cảm ơn vợ yêu nha. Anh đi đây. Đi thôi em. À, chào chị. Chào em. Tiền hơn cả tháng này kìa, anh Phú sửa cũng không chịu sửa nữa. Này em thích ăn cái gì? Ăn được không? Giờ anh gọi hả? Gì đâu mà mới đi có một chút mà gọi hoài vậy? Sao phiền quá vậy? Alo, cái gì đấy? Anh đang họp mà. Anh ơi, em bị té, em đau quá. Anh về với em đi anh ơi. Té thì em tự đứng dậy đi. Anh đang họp mà sao mà về được? Anh ơi, chuyện gì cũng phải làm ầm lên mới chịu. Em đau quá anh ơi. Gọi mẹ sang giúp em đi, anh đang bận nha. Thôi nha, anh cúp máy đây. Alo anh ơi. Ủa giờ anh bị té hả? Chị có làm sao không anh? Không sao đâu em. Bác sĩ bảo cái thai khỏe lắm. Phụ nữ có thai mà em, chuyện gì cũng thích làm quá lên. Ủa gì vậy? Mới đi với em có một chút mà bộ thèm ăn cơm vợ nấu rồi sao mà cứ cầm lên hoài vậy? Nhớ vợ hả? Làm gì có. So với hộp cơm này á, anh thích ăn em mà. Quỷ. Anh đi chơi vui phải? Nhưng mà phải đi nhiều nữa, dễ lắm á. Thấy em hay không? Em nghĩ là khi em tặng quà này cho vợ anh á, chắc chắn là chị sẽ không nghi ngờ mà nhiều khi hả còn trân quý em nữa. Anh may mắn lắm đấy, vì có một người yêu vừa thương anh, vừa biết giữ gìn hạnh phúc gia đình cho anh. Vâng, anh có quà cho em này. Cái thằng này, mày có còn là con người không hả? Mày tán tận lương tâm. Vợ mày sảy thai suýt chết, vậy mà mày đi ra ngoài mày cặp bồ cặp. Mẹ hiểu lầm rồi. Đây không phải bồ con đâu. Đây là em gái của sếp con. Sếp con gửi nhờ em gái. Mày im. Mày đừng có qua mặt tao. Nó là nhân tình của mày. Hai đứa bay đã qua lại trong cái nhà này. Mày tưởng tao không biết gì sao? Khỏi đi. Cái gì đây? Tính ra vợ anh ngu lắm luôn á. Nghĩ sao chồng mình dắt người phụ nữ về nhà hả? Mà nó không có gì, cứ là tin không có gì liền. Thôi, em quan tâm là cái gì? Để anh giúp em xem cái cạnh giường nha. Mì, cô quay cái này đấy ạ? Vậy mà trước giờ tôi cứ tưởng cô là người hiền lành đấy. Sao cô lắm thủ đoạn thế nhở? Thế giờ cô hài lòng chưa? Thật ra em chỉ muốn dùng cái đoạn phim này để níu kéo anh nói lại thôi, chứ em không có ý hại anh. Rồi sao? Giờ cô biết rồi ấy, thì tôi cũng nói thật với cô. Tôi hết yêu cô rồi. Người tôi yêu là Diệp. Và tôi muốn ly dị. Điên rồi hả Phú? Sao mẹ cứ đánh con? Sao tao lại để ra cái thứ súc sinh như mày vậy hả? Con xin mẹ đấy. Mẹ để con lựa chọn hạnh phúc đi. Lựa chọn? Vậy có bao giờ mày hiểu cho cái sự lựa chọn của con My không? Hả? Mày còn nhớ lúc mày không có tiền, công ty thì phá sản, ai là người ở bên mày? Ai là người chăm sóc cho mày? Con My lúc đó mới ra trường, đồng lương của nó còn chưa nuôi đủ bản thân nó. Nó đã đưa hết cho mày để trả nợ, đến nỗi một ổ bánh mì mà nó còn không dám ăn. Nó nói với tao là để cho mày vì nó nghĩ mày làm cực khổ hơn nó. Nửa đêm mày bị sốt suýt chết. Nó là con gái, một thân một mình chạy ra ngoài đường giữa trời mưa để đi tìm chỗ mua thuốc cho mày. Tao thấy nó quá khổ vì mày, tao mới khuyên nó chia tay mày đi. Mày biết nó nói sao không? Nó nói con yêu anh Phú, cho dù anh ấy có trắng tay con vẫn yêu. Mày xem lại cái bản thân của mày đi. Mày có xứng đáng với con My không? Nè, mày có xứng đáng là một người chồng, một người cha chưa? Bây giờ mày giỏi rồi, mày có tất cả mọi thứ rồi, thì mày lại quên đứa con gái đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho mày. Tao nói cho mày biết nha, lòng chung thủy á, đó mới là sự lựa chọn kìa con. Còn cái thứ này đó hả? Nhi, nó có yêu mày thật lòng không hả? Cô nói gì ạ? Có mà, cô yêu anh Phú thật lòng mà. Trời ơi, anh. Được rồi, cô nói cô yêu con trai tôi thật lòng đúng không? Vậy chắc à, cô có biết là nó thương mẹ nó nhất không? Cái nhà này, kể cả công ty của nó và tất cả tài sản là do tôi đứng tên. Bây giờ tôi đuổi cổ nó ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Hy vọng là hai người sẽ đồng cam cộng khổ ha. Tạm thời bỏ cái bàn tay trắng của anh ra giùm em cái. Thì nói chung làng giày này gia đình mình ơi, con gái bây giờ mà, con gái thời hiện đại mà, đâu có ai ngu dại gì mà chôn hai chân của mình vào một cái hố sâu vực thẳm đâu. Thì cái nào ngon ăn, không ngon bỏ thôi. Mình giải quyết chuyện gia đình của mình đi. Mình lo cho vợ mình đồ sức khỏe, đồ yếu quá nè. Quê nha, cho xin lại mấy cái mối quà luôn. Đi ra khỏi nhà tôi mau đi. Mày thấy chưa? Mày sáng mắt ra chưa? Đi rước cái ngữ con gái không ra gì, để bất chấp luân thường đạo lý về cái nhà này. Mẹ, con xin lỗi, con sai rồi. Được rồi, bây giờ thì mày bước ra khỏi nhà của tao. Căn nhà này đó, tao sẽ chuyển tên sang cho con dâu của tao. Mày không xứng đáng có nó. Còn chưa chịu đi nữa hả?